Chương 21. Vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: Hãy nói với con gái thành Siôn rằng: Này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì cưỡi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cưỡi lên. Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà giải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi ngài đã vào thành Jerusalem, thì cả thành đều xôn xao nói rằng: Người này là ai? Chúng trả lời rằng: Ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth, xứ Galilê. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đồ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Bấy giờ những kẻ mù và què đến cùng ngài trong đền thờ, thì ngài chữa cho họ được lành. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ ngài đã làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hosanna, con vua David, thì họ tức giận và nói với ngài rằng: Thầy có nghe đều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Có, vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời này. Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Đoạn ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm tại đó. Sáng mai, khi trở lại thành thì ngài đói, thấy một cây vả ở bên đường. Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì ngài phán cùng cây vả rằng: Mày chẳng khi nào xanh ra trái nữa. Cây vả tức thì khô đi. Môn đồ thấy điều đó lấy làm kỳ nói rằng: Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được đều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này, và ai đã cho thầy quyền phép ấy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều, nếu trả lời được thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép báp têm của răng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Và họ bàn riêng với nhau như vậy. Nếu chúng ta đáp rằng bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy? Còn nếu đáp rằng bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho rằng là đấng tiên tri. Vậy họ trả lời Đức Chúa Giêsu rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì răng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người, và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người. Hãy nghe lời ví dụ khác, có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái,
người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước, thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng, chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng, người này là kẻ kế tự đây, hè, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng, người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh, hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà, ấy là việc Chúa làm, và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài, song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri.